Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào dự đoán kết quả bóng đá trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan trong khuôn khổ Chung kết môn bóng đá Nam SEA Games 32. Trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay, ngày 16 tháng 5 năm 2023. Cho đến lúc này của SEA Games 32, thì U22 Indonesia đã thể hiện sức mạnh vượt trội của mình so với phần còn lại tại vòng bảng. Cụ thể là họ đã giành 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận thắng, khi tới 13 bàn và chỉ phải nhận một bàn thua. Thậm chí họ từng vùi dập U22 Myanmar với cách biệt 5 bàn không gỡ. Nên nhớ là U22 Myanmar sau đó cũng đã có mặt tại bán kết. Bước vào trận bán kết trước một U22 Việt Nam vốn được đánh giá cao hơn, nhưng U22 Indonesia đã đưa ra một đấu pháp cực kỳ hợp lý và đã đánh bại những chiến binh sao vàng một cách thuyết phục. Đó là chiến thắng mang đậm tính chiến thuật cũng như bản lĩnh của các cầu thủ trẻ của xứ vạn đảo. Trong khi đó, U22 Thái Lan với sức mạnh và đẳng cấp vốn có của đội bóng hàng đầu khu vực đã không mất quá nhiều sức để có mặt tại trận đấu cuối cùng này. Cụ thể là voi chiến đã vượt mặt hai đối thủ đáng gầm tại vòng bảng là U22 Việt Nam và U22 Malaysia để giành vị trí nhất bảng A, B. Trong đó, ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, họ đã không bung sức nhưng vẫn có được kết quả hòa trước thầy trò huấn luyện viên Philip Chuse, qua đó giành ngôi nhất bảng để chỉ phải gặp U22 Myanmar ở bán kết. Bước vào trận bán kết trước U22 Myanmar thì U22 Thái Lan đã thể hiện sức mạnh vượt trội và lên tiếp dồn ép đối thủ. Kết quả nó đã giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0. Nhận xét về kèo bóng đá trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan, các nhà cái châu Á cho rằng với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, đặc biệt là sau trận thắng 3-2 trước đội tuyển U22 Việt Nam ở bán kết, rõ ràng tấm vé vào chơi trận chung kết là hoàn toàn xứng đáng với U22 Indonesia. Trong khi đó với U2 Thái Lan, họ cũng cho thấy đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu khu vực, khi không mất quá nhiều sức để vượt qua vòng bảng cũng như dễ dàng đánh bại U2 Myanmar ở bán kết. Vì vậy, đây là cuộc chiến được xem là khó lường và U2 Indonesia xứng đáng là đối thủ đáng gờm nhất của U2 Thái Lan tại SEA Games 32 này. Về tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa U2 Indonesia và U2 Thái Lan, các nhà cái cho rằng Hàng công của Indonesia đã chơi tốt ở vòng bảng khi ghi tới 13 bàn sau 4 trận. Ngoài ra, họ đã ghi tới 3 bàn vào lưới đội tuyển U22 Việt Nam ở bán kết, trong đó có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 trong tình thế chỉ còn 10 người ở những phút cuối cùng của trận đấu. U22 Indonesia đã cho thấy sự hiệu quả ở những pha ném biên thẳng vào vòng cấm của đối phương, nên nhớ là hai trong số 3 bàn thắng họ ghi được trong trận đấu bán kết với U22 Việt Nam đều xuất phát từ những cú ném biên rất mạnh vì vậy nhiều khả năng trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan sẽ kết thúc với nhiều bàn thắng được ghi và lựa chọn cửa tài về bàn thắng trong trận đấu này là hợp lý theo các nhà cái châu Âu thì cả U22 Indonesia và U22 Thái Lan đều xứng đáng được vào chơi trận chung kết với U22 Thái Lan họ đang sở hữu đẳng cấp của một nền bóng đá hàng đầu khu vực trong khi đó U22 Indonesia cũng đã cho thấy sự phát triển của bóng đá trẻ và thể hiện rõ và hiện họ đang sở hữu một đội hình khá đồng đều ở các tuyến và đang rất thương phấn sau khi vừa đánh bại một ông lớn của khu vực là U22 Việt Nam. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan hứa hẹn sẽ là một trận đấu đáng xem và không dễ để cho U22 Thái Lan có thể giành chiến thắng dù cho họ được đánh giá cao hơn so với U22 Indonesia trong trận chung kết này. Tiêu chung lại thì U22 Indonesia đang hội tụ đầy đủ yếu tố để có thể trở thành một thế lực mới tại sân chơi khu vực. Đó là sự khát khao của sức trẻ một lối chơi đầy quyết tâm và một đấu pháp hợp lý ở từng trận đấu trước từng đối thủ. Ngoài ra, ở chiến thắng 3-2 trước U22 Việt Nam, U22 Indonesia đã thể hiện được bản lĩnh lì lợm, cho dù có những thời điểm họ gặp, cho dù có những thời điểm họ gặp rất nhiều bất lợi, điển hình là việc nhận tấm thẻ đỏ phút 61. Vì vậy, nhiều khả năng trận chung kết này sẽ không dễ để giải quyết trong thời gian thi đấu chính thức. Nhiều khả năng trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan sẽ phải bước sang hiệp phụ. Được biết trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan trong khuôn khổ chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 2023. Theo bạn, giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.